Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi, sôi nổi của đội viên và thiếu nhi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tại thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của cả nước, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Từ mốc son đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chăm lo của các bậc cha, mẹ, thầy, cô giáo, sự phụ trách hướng dẫn trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thế hệ thiếu nhi cả nước đã tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, làm theo năm điều Bác Hồ dạy, phát triển các phong trào của tổ chức đội, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Các hoạt động phong trào của đội với nội dung phong phú, sinh động, mang tính giáo dục sâu sắc đã tạo nên một môi trường vô cùng bổ ích cho những bạn đội viên như chúng em được gắn kết cùng nhau học tập và tu dưỡng. Bên cạnh đó, khi tham gia các hoạt động đội, chúng em còn được giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của dân tộc ta. Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động đội, chúng em còn được trau dồi về đạo đức, từ đó hình thành nhân cách cho chúng em, từ lối sống, nếp nghĩ và cách làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Nhìn những ánh mắt thơ ngây, nụ cười hồn nhiên của các em, đặc biệt là khi nghe các em học sinh chia sẻ, rất yêu thích các hoạt động đội, bởi thông qua đó giúp các em năng động, tự tin hơn, có nhiều kiến thức để phục vụ cho bản thân và cuộc sống, khiến tôi càng tự tin vào con đường mà mình đã lựa chọn, càng nỗ lực nhiều hơn vì sự phát triển của lớp măng non, chủ nhân tương lai, vì tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian vừa qua thì tổ chức đội và tổ chức đoàn cũng đã làm tốt cái nhiệm vụ hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức các hoạt động phong trào để rèn luyện kỹ năng, tạo môi trường cho các bạn thiếu nhi để phát triển kỹ năng của mình. Và trong đó thì cũng đã thể hiện được cái vai trò, cái tiếng nói lắng nghe. Các con cũng bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của mình thông qua các diễn đàn. Từ năm đội viên của những ngày đầu tiên đến nay, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển lớn mạnh và vững chắc với hơn 15,9 triệu đội viên thiếu niên và nhi đồng, gần 25.000 giáo viên làm tổng phụ trách đang ngày đêm ra sức rèn luyện, cống hiến xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Một sáng kiến rất là thành công trong năm học vừa qua mà đã góp phần làm cho liên đội của chúng em đạt được danh hiệu liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh. Đó chính là mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo với những trò chơi dân gian tại liên đội trung học cơ sở Quang Trung. Thì với cái mô hình này, liên đội của chúng em đã áp dụng một cách rất là linh hoạt. Đó là mỗi một tháng hoặc là một kỳ thì mỗi một tháng liên đội sẽ có một cái trò chơi dân gian hoặc là một cái hoạt động gắn với các cái trò chơi đó để cho các bạn học sinh phát huy được cái tính năng động và sáng tạo. Ở đơn vị tôi là trường phổ thông dân tộc nội trú, vì thế mà liên đội đã chú trọng phát huy mô hình là vườn rau em chăm. Với mô hình này thì là liên đội sẽ phân quỹ đất cho các chi đội và các chi đội sẽ trồng các loại rau. Qua mô hình này cũng giáo dục được các em là trồng những sản phẩm sạch để bán lại cho nhà trường và gây quỹ đội. Đây là một mô hình rất là thiết thực và ý nghĩa. Kế thừa và tiếp nối từ các phong trào truyền thống của tổ chức đội như kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, công tác Trần Quốc Toàn, áo lụa tặng bà. Trong thời gian qua, các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện sinh động đức tính cần cù, sáng tạo, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc, tinh thần vươn lên, vượt khó và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng, hình thành cho các em những giá trị phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới xã hội chủ nghĩa. Hiện nay thì hội đồng đội các cấp, từ hội đồng đội thành phố, hội đồng đội tỉnh cho tới hội đồng đội trung ương là tổ chức hàng năm rất là nhiều những cái hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những hoạt động đấy thì nó cũng là một cái sự khích lệ động viên để mà các bạn cố gắng hơn trong tương lai, cũng như là để cho những bạn đội viên khác
mình noi theo, mình cố gắng theo những bạn đội viên xuất sắc để mà xây dựng một hội đồng đội ngày càng lớn mạnh. Khi mà chúng em tham gia các phong trào hoạt động đội thì chúng em được rèn luyện về kỹ năng, về tư duy, về sự hiểu biết của mình, và đặc biệt là chúng em còn được giao lưu với các bạn học sinh khác, và từ đó thì có những cái nền tảng để chúng em vững chắc hơn trong cuộc sống thực tế ạ. Từ các phong trào cuộc vận động của tổ chức đội đã xuất hiện nhiều tấm gương thiếu niên nhi đồng tiêu biểu, những tập thể đội với nhiều thành tích xuất sắc. Năm học 2023-2024, Hội đồng đội Trung ương trao tặng giải thưởng Kim Đồng, phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 125 chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu. Phong trào tiêu biểu của trường em là phong trào nghìn việc tốt. Phong trào đấy giúp bọn em có thể là quyên góp những cái đồ vật như là quần áo, sách vở, giày dép hay là đồ dùng học tập đến cho các bạn vùng sâu vùng xa có cơ hội được học tập nhiều hơn, mặc những bộ quần áo đẹp hơn khi đến trường đến lớp và có thể tránh những cái rét khi mà trời đông trở về ạ. Mỗi sáng thứ hai chào cờ hàng tuần thì chúng em luôn được nghe tuyên truyền về những cuốn sách, hay là trong công tác đội thì vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần thì các bạn lớp phó, lớp trưởng sẽ là những bạn đọc những tờ báo hay cho các bạn học sinh trong lớp mình. Đó đã trở thành một cái thói quen của các bạn học sinh trường chúng em ạ. Em thật sự cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được tuyên dương trong nhận giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2023-2024, và em xin hứa là sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ noi theo tấm gương của anh Kim Đồng ạ. Ngày hôm nay thì đứng tại mảnh đất Hà Nội này thì con cảm thấy rất là tự hào. Cũng như là sau khi mà được tham quan nhiều di tích lịch sử thì con cảm thấy là sống lại cái không khí hào hùng của ông cha ta ngày xưa, cũng như là từ đó để mà cố gắng học tập rèn luyện. Các em là những tấm gương sáng của sự nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, hăng say tham gia công tác đội và phong trào thiếu nhi, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, luôn chia sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Các em thực sự là những đại diện tiêu biểu của thiếu nhi Việt Nam trong thời đại mới, xứng đáng với tình cảm, niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự dìu dắt của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự chăm lo của toàn xã hội.